Chào mừng tất cả các bạn khán giả đã quay trở lại với trận đấu giữa T1 và Jindong. Sau hai ván đấu thì hai đội đã chia nhau mỗi đội có một ván thắng và chúng ta đã có tỷ số là 1-1. Cặp trận bán kết 2 vẫn đang hết sức hấp dẫn khi mà chúng ta thấy sức mạnh đến từ bên phía của Jindong. Khi mà bên phía T1 không có được lợi thế ở trong dàn đi đường thì bên phía của Jindong thể hiện được rằng trong những tình huống giao tranh tổng của họ, với một cái lối chơi gắn kết, với một đội hình chống chịu và với cái khoảng trống mà họ được tạo ra đến từ những cái mẫu xếp tướng thì họ hoàn toàn có thể đánh bại được T1. Như vậy là chúng ta đến với ván thi đấu thứ 3 khi mà T1 với quyền chọn bên đã quay trở về với đội 1 và họ đang giữ nguyên các lực cấm. Nãy giờ thì T1 giữ 3 lực cấm đầu tiên với Rakan, Nico và Savan. Trong khi đó Jindong lần này họ biết rằng Urena là vị tướng đang có tỷ lệ thắng 100% và được chọn đầu tiên bên phía đội 1. Họ đã cấm Urena, sau đó họ giữ lực cấm Rubble với 369 sẽ vận hành nó không tốt. Và còn lực cấm cuối, Poppy. Vẫn là con tướng Poppy đã được cấm xuyên suốt cả những cái ván thi đấu vừa rồi của anh phía Jindong Gaming. Như vậy sự lựa chọn đầu tiên của anh phía T1 sẽ là con tướng nào đây? Liệu rằng có phải là Caitlyn được vận hành thêm một lần nữa không được dưới, hay sẽ con tướng đi rừng như kiểu là Brel để che giấu ý đồ dành cho những người đồng đội của mình? Đã phải có những điều chỉnh trong cái nhịp cấm chọn và đây là lúc mà các huấn luyện viên sẽ thể hiện được cái khả năng thích ứng của mình trong một cặp Brel năm dài hơi. Và T1 là đội chọn trước Kalista đường dưới. Về cơ bản thì T1 hoàn toàn có thể sử dụng Kalista trong tay của Kubayashi hoặc Kerea đều được. Thì ngay lập tức bên phía Jindong cũng nói rằng các bạn chơi hai xạ thủ, chúng tôi sẵn sàng chơi hai xạ thủ tiếp với các bạn. Một sự lựa chọn ở khu vực dưới chút tướng của nhau à, đến từ cho cả hai phía. Kalista đã khóa, Varus cũng sẽ khóa vào dành cho Ruler. Đây là con tướng mà cũng gợi nhớ lại kỷ niệm trong cuộc đối đầu giữa Ruler với lại Faker. Như vậy chúng ta đã có được xạ thủ dành cho bên phía của Jindong rồi. Liệu rằng Ash sẽ được khóa vào để có luôn cặp đôi mưa kiếm ở khu vực dưới rất mạnh được hình thành của phía Jindong. Jindong đang thể hiện rằng là họ chuẩn bị rất kỹ càng cho kèo đấu này. Này quay qua hỏi Missing, ok không? Ok. Lặng lẽ trả lời ok gì đâu, bữa trend bữa giờ. Hai con tướng mưa kiếm đường dưới. Vậy thì thực ra kèo này Weibo đánh vang 5. Thực ra nó cũng giống, tức là bên kia là hai vị tướng tay dài. Weibo sẽ lấy một combo all in ở cánh dưới. Thì hãy chờ đợi xem là T1 sẽ có câu trả lời như thế nào. Còn Honor thì không? Thôi, Reo an toàn hơn. Reo là sự lựa chọn an toàn dành cho Honor. Để coi cái sự lựa chọn tiếp theo đến từ Kera sẽ là con tướng nào đây? Anh ta liệu rằng có Pixena để có được một cái kiếm âm mưu đối trọng lại với lại Ash, hay sẽ là chơi theo kiểu Retaclass để có thể có thêm cái khả năng tấn công khi mà phối hợp cùng với lại Kalista? Nhưng trước đó chúng ta đã có được Azir dành cho Faker cùng kiểu hoàn thành phase 1 của phía T1 trước. Rồi, tôi nghĩ là Jindong nên lấy Vi đúng không? Tại vì nếu không lấy thì T1 sẽ cấm. Rồi cho Nai cứ từ từ chọn tiếp cũng được, không vấn đề gì. Tại vì T1 chỉ còn hai lượt cấm thôi, thì không thể nào cấm hết cả đường trên với đường giữa được. Lấy con Vi chỗ này là tốt nhất. Đang suy nghĩ nha. Nai nãy giờ, xin lỗi, Karami nãy giờ đang rất thích đánh ngu công. Nhả hai lần bây giờ mới chọn. Nhả liên tiếp một đội hình sẽ xác định là giao tranh tổng đến từ bên phía của Jindong với sự lựa chọn ngu công. Sẽ cố gắng được có thể farm cấp độ 6 càng sớm càng tốt. Về mặt chất tướng thì cái cấp độ 6 là một trong những cái điểm tựa đến từ Karami, khá là giống với lại cái cách mà anh ta chơi Vi với vị tướng ngu công này của mình. Đúng rồi. Bên phía của Jindong, họ biết rằng là T1 đang cần một combo all-in. Thì Bike là một công cụ giúp cho Kerea có thể tạo ra những tình huống tấn công sau khi đạt đủ cấp độ ở khu vực đường dưới. Họ đã cấm nó đi. Bên phía T1 cũng ngại việc Nai có được vị tướng đột biến là Akali đường giữa. Họ cũng cấm đi để giúp Faker có những kèo đấu tốt hơn. Tại vì kèo này thì nếu như bên phía bên kia đánh Sylas hay là Syndra, tôi nghĩ là Faker vẫn tự tin xử lý được. Rồi, những lượt cấm đến từ cho cả phía để có thể hạn chế sức mạnh lẫn nhau. Chúng ta vẫn đang có Retaclass, chúng ta vẫn đang có Senna để tướng của Kera không hề bị bó buộc bởi những con tướng khác nhau. Thay vào đó, bên phía của Jindong cấm lúc bao khu vực dưới để tránh đi một cặp đôi có khả năng đè đường rất mạnh khi mà phối hợp với lại Kalista của Gumma nữa. Dạ. Lượt cấm cuối của T1 Sylas. Đội hình này của bên phía Jindong đánh tiếp con cờ Sente thoải mái luôn nha, tại vì họ có đủ sát thương rồi. Nhưng mà bởi vì những lực cấm của phía Jindong ở trong phase 2 là họ cấm hỗ trợ, nên bây giờ nếu mà đánh Kasate của mình chơi thì Zed sẽ có con Gwen để có thể khắc chế lại phần nào. Nhưng anh cấm và quyết định của phía T1 là thôi cấm con tướng. Nên cấm con hơi khó chịu này đi. Gwen thì mặc dù là cũng thắng đường đó, nhưng mà tôi cảm giác là giao tranh chỉ đằng sau thì nó cũng chưa chắc chắn 100%, nó khỏe lắm. Khi đối mặt với Kasate trong tay 369. Ồ, Talia đứng giữa. Kèo này thì chúng ta thấy rất nhiều trong các mùa giải gần đây, Talia với lại Azir. Talia là một cái công cụ giúp bạn có thể ngăn được Azir.
Bởi vì nếu như bạn đặt thảm tốt thì Asia vào, Asia bị choáng, Asia không kịp tung phân chia thiên hạ được, thì nó cũng là một con tướng mang tính chất chế. Rồi như vậy để coi những cái quyết định tiếp theo đến từ bên phía tương lai sẽ là như thế nào, chúng ta một lần nữa cũng sẽ có được Aatrox ở khu vực trên. Và ván thi đấu này thì 369 sẽ đánh những con tướng để có thể gây sát thương hay là những con tướng để có thể hỗ trợ những người đồng đội của mình đây. Delta Class đã được khóa vào để đem thêm một chút xíu cái sải tay ở khu vực đường dưới cho nó T1. Được, combo này ổn định tốt không ta? Được. Được thôi đúng không? Nhưng mà tôi cảm giác combo này mà Delta Class mà bước hụt một bước là đi luôn không? Này chắc phải cần có thêm áp lực đến từ rừng nữa để cho họ được quyền chủ động đánh mạnh mẽ hơn ở những cấp độ đầu tiên. Thì khi đó cái lối chơi thông thường là chúng ta sẽ thấy Delta Class sẽ cố gắng tốc biến lên để đổi tốc biến đối với lại Varus hoặc là Ash phía bên kia. Cá sấu. Với sự lựa chọn Talia ở khu vực giữa thì bây giờ bắt buộc cho 369 phải đánh một cái kèo có sát thương chứ không thể nào chơi những con tướng như là On ở khu vực trên được. Thì đây là cái quyết định về mặt tổng thể đội hình thì tôi nghĩ là chấp nhận được đến từ bên phía của Jin Dong. Những tỷ lệ thắng ở con cá sấu của kỳ chung kết thế giới chúng ta đang thấp. Nó không cao, nó tầm 40% thôi. Cho nên là đây là một vị tướng mà gọi là một vị tướng bị nguyền, một trong những vị tướng bị nguyền của chung kết thế giới 2023. Nhưng ở trong ván đấu thứ ba này khi đã không còn một lựa chọn nào chắc chắn hơn thì 369 vẫn sẽ phải quay lại với Renaton để đối đầu với lại Aatrox, bởi vì về mặt chất tướng thì đây là lựa chọn cũng có cơ sở khắc chế. Hai đội đã hoàn thành xong đội hình của mình. Bây giờ cái vấn đề mà tôi muốn đặt ra là liệu cái combo này của T1 có thắng được đường dưới hay không, bởi vì nếu như xét về mặt chất tướng hơi khó để họ thắng đường dưới đúng không? 2-2 thì chắc là tùy thuộc vào nhiều những yếu tố khác nhau, nhưng 3-3 thì tôi nghĩ rằng bên phía của T1 có lợi thế hơn, bởi vì chất tướng đi rừng của họ là rừng can thiệp ở khu vực rừng. Còn con bài vô công của Kadavi thì chắc là ưu tiên tới việc mà farm lên cấp độ 6 càng sớm càng tốt. Nếu mà đẹp nữa thì Kadavi tìm kiếm cơ hội để có thể out jungle. So với lại Honor thì nó sẽ hoàn thành được cái điều kiện thắng ở giờ về sau dành cho chính bản thân của Kadavi. Điều này nó sẽ phụ thuộc vào bên phía T1 sẽ đánh như thế nào ở khu vực dưới đến từ bộ ba của mình ở trong cái bảng thi đấu thứ ba này. Chúng ta thấy rằng cả hai ván đấu đầu tiên T1 đều có những cái kế hoạch để cố gắng hạn chế Kadavi ở giai đoạn đầu. Ván 1 họ thành công, ván 2 họ thất bại, nó cũng tương đồng với kết quả của hai ván đấu. Vậy thì ván 3 này chắc chắn họ cũng sẽ phải cố gắng làm được điều đó trong khoảng thời gian ban đầu và hy vọng rằng mình sẽ thành công. Trận ván kết 2 của chung kết thế giới 2023 giữa T1 và Jin Dong sẽ chính thức bước vào ván đấu thứ 3. Và ở ván đấu này T1 đội 1 và Jin Dong đội 2. Để coi có điều gì thú vị đến từ cho các anh hay không, đây chúng ta sẽ có một cái tăng tốc phao khi mà được giữa của Nai, 4 thành viên thậm không 5 thành viên của họ đang di chuyển xuống khu vực được dưới. Họ đang ngại một cái thế đổi cánh rừng đến từ bên phía của Tiên Quang với việc di chuyển rất nhiều thành viên ở khu vực được dưới như thế này. Như vậy là Jin Dong nói rằng các bạn chơi được thì chúng tôi cũng chơi được, các bạn làm gì tôi làm cũng giống giống. Đi 4-5 người vào khu vực rừng của đối phương, cắm mắt vào bụi cỏ kế bên bãi chim để nếu như có giao tranh thì có được lợi thế. Sử dụng máy quét trên người của Ash để có thể vô hiệu hóa toàn bộ lưỡng mắt ở đây. Và đang suy nghĩ về chuyện khởi đầu ở trong rừng đối phương cho Kadavi. Honor đang từ từ di chuyển ngược trở lại khu vực rừng cánh dưới. Keria và Kumeyoshi cũng tương tự như vậy. Nhưng T1 đang rất thiếu tầm nhìn. Họ cắm mắt vào, họ bị phá mắt ngay lập tức. Còn con mắt ở bụi cỏ phía trên của Jin Dong đã giúp cho họ biết rằng Honor đang có mặt ở đây. Chúng ta sẽ xem là Jin Dong sẽ làm gì. Honor đang từ từ di chuyển tới, anh ta vẫn đi trên tầm nhìn của đối phương. Và Jin Dong đang sẵn sàng tấn công vào Honor, họ có đầy đủ tầm nhìn. Honor đi vào bụi và dính phi thạch, dính thất tản xạ tiễn và anh ta mất khoảng chừng 1/4 máu. Thủ lớn vừa rồi để lộ diện cái tầm nhìn của anh ta trong tình huống xoay sở và phần nào đó khiến cho Honor tạm thời lui lại một nhịp. Những con bùa đỏ đang nằm trong tầm kiểm soát đến từ 4 thành viên của phía Jin Dong. Thì Wan không có mắt ở trong cái bụi này, rất khó để tranh chấp. Nhưng mà Kadavi dùng trừng phạt luôn. Ok, như vậy nên anh ta sẽ khó cạnh tranh ở khu vực bãi chim. Anh ta vẫn đang suy nghĩ về điều đó. Honor sẽ dùng trừng phạt vào chim lớn. Kadavi tới và xin một vài con chim nhỏ phá để hạn chế bớt cái lượng kinh nghiệm mà Honor có thể có. Còn Ruler và Missing tận dụng cái mưa kiếm của mình gây sát thương và của Yuzi cho ra tới hơi trễ. Cả hai đều sử dụng cho mình đỡ hồi máu của mình được dưới để có thể đảm bảo cái khả năng rút lui. Kadavi vừa rồi đã có một tình huống thi đấu khá là tốt khi mà anh ta di chuyển vào cướp những con chim nhỏ phá không cho Honor lên được cấp độ 2 sau cái bãi quái vật rừng vừa rồi. Nhịp độ khu vực đường giữa bây giờ cũng đang nghiêng về cho bên phía của Faker một chút. Những áp lực khu vực đường giữa của phía Jin Dong đặt ra rất nặng. Chúng ta đang thấy hai xạ thủ mưa kiếm áp lực giai đoạn đi đường tốt như thế nào. Và Kadavi đang ngay sau lưng họ. Keria bị làm mềm liên tục. Bộ đôi đường dưới của T1 chỉ còn lại hai phép hỗ trợ tốc biến mà thôi. Chứ cái thiêu đốt sẽ không có nhiều ý nghĩa lắm trong việc chống băng trụ. Kadavi suy nghĩ tại vì lượng CC của họ khá ít nha. Họ có sát thương rất nhiều nhưng họ ít CC. Nhưng mà đợt lính này rất nhiều.
họ quyết định tấn công. Mục tiêu được chọn lựa sẽ là Kumayushi. Tất cả mọi thứ dồn vào và không thể nào né như đòn đánh thường. Ruler vẫn sẽ sống nhưng phát bắn cuối cùng missing gục ngã. Sau đó tốc biến qua tường, Keria gỡ mạng, double kill cho hỗ trợ T1. Một pha xử lý đến từ Gumayushi khi mà anh ta cố gắng đánh vào con lính đánh thường để có thể cố gắng đạt được cấp độ 2 nhưng không kịp đủ thời gian đó. Mà dù sao thì chúng ta cũng đã thấy sát thương đến từ trụ đã hỗ trợ cho bên phía T1 tốt như thế nào. Nhưng T1 có thật sự là lời không? Mặc dù là Keria có double kill nhưng Kumayushi mất toàn bộ hai đợt lính và anh ta cũng không được hưởng lợi gì cả. Anh ta không đụng vào người đối phương được, anh ta không có tiền từ việc hỗ trợ luôn. Cái điểm được đến từ bên phía tiên quanh đó chính là cái tốc độ farm rừng ở trong dạng vừa qua của Honor mà thôi. Và một trong phần nào đó thì có thể thấy Kandavi đang hy sinh rất nhiều dành cho Ruler và Pissing ở khu vực dưới, khiến cho cái nhịp farm rừng của con Wukong Kandavi bây giờ đang hơi chậm. Đúng là như vậy, Kandavi với vòng rừng ở khu vực cánh dưới thì anh ta thấy được đồng đội mình đã xây dựng được thế lính, cho nên băng trụ luôn. Thế lính này siêu xấu nha. Kumayushi đã khổ lại càng thêm khổ. Muốn tấn công khu vực dưới thêm lần nữa, Kandavi tiếp tục bỏ bãi rừng đang chờ đợi rình rập. Chia ra cấp độ 3, Gumayushi cấp độ 2, thế lính cực kỳ xấu dành cho Guma. Khó quá, họ đang không có tầm nhìn luôn. Tôi nghĩ rằng họ biết đang gặp nguy hiểm. Đợi Honor tụ. Honor đang từ từ di chuyển xuống nhưng anh ta còn bẫy chim. Kandavi vẫn bỏ rất nhiều thời gian, Kira không tốc biến. Missing đang cố gắng làm mềm Kira liên tục nhưng thời gian mà Kandavi đang bỏ là quá nhiều. Một khoảng thời gian rất lâu đến từ Kandavi. Có thể thấy như con bài Wukong của anh ta sẽ rất lâu nữa mới lên được cho mình đó cấp độ 6. Honor đã tới rồi, Honor đã tới để có thể giải phóng cái đợt lính xấu dành cho Gumayushi. Phần nào đó sẽ giúp cho Guma và Kira tự tin hơn đẩy thêm cái đợt lính này. Và phần rừng cánh dưới của Honor cũng đã hồi sinh lại. Nhưng thiệt hại vẫn là có, thiệt hại cho Gumayushi vẫn là có. Việc băng trụ đến từ bên phía của Jindong như đã nói là khá nguy hiểm khi mà họ đã chịu rất nhiều những sát thương đến từ trụ và đã phải bỏ lại hai mạng. Kira là người ăn. Nhưng vấn đề là con Reta Class á, là một con tướng nó không xài tiền tốt. Bây giờ thôi có cũng được, có thì tất nhiên là có tiền thì tốt chứ tôi không nói là có tiền là không tốt, nhưng mà vấn đề là nó là có một con số đồng ý. Tốt hơn. Tôi nghĩ tôi hoàn toàn đồng ý khi mà chúng ta đã thấy được cái minh chứng cụ thể là chênh lệch của hai người chơi xạ thủ kìa. Một bên là 16, một bên là 43. Sát thương đến từ con Varus mưa kiếm vẫn sẽ được hình thành đến từ Ruler ở khu cánh dưới. Khả năng cấu rỉ máu của anh ta cũng sẽ là có. Thì điều này nó bắt buộc dành cho bên phía của Jindong phải khai thác thêm ở giai đoạn về ở giai đoạn được dưới trong những tình huống tiếp theo, cụ thể là những con rồng nguyên tố. Rồi, ta đi ra tính lên gì đây anh Linh? Ờ, còn đốt Khánh Quang. Khánh Quang luôn không? Thì đó là một trang bị ok mang tính chất hỗ trợ đồng đội. Để coi là thời gian sắp tới thì anh sẽ cố gắng cứu đường dưới như nào. Phải gọi là cứu đường dưới nha. Tại vì Gumayushi hiện tại ra khá là yếu. Các bạn hãy nhìn kìa. Tốc độ của anh ta đang là đứng chót. Thậm chí là thua cả Missing luôn. Anh ta đã bị thọt rất là nhiều, mất rất nhiều thứ. Chênh lệch khoảng chừng 20 chỉ số lính so với lại Ruler. Một trong những lối chơi không thường thấy đến từ Kandavi khi mà anh ta sử dụng rồi không, thường là anh ta sẽ ưu tiên tới cái vòng rừng để có thể farm, nhưng lần này thì anh ta đã hy sinh khá là nhiều khoảng trống của mình. Trong nguyên tố đầu tiên, Honor rất tinh quái bởi vì anh ta đang có cái dịp đẩy tốt ở đường giữa và đường dưới. Rồng sẽ thuộc về trong tí của Tiêu Anh. Nhưng mà cái con rồng này, Tiêu Anh ăn rồng thì Kandavi sẽ có khu trên. Và Kandavi có thể có luôn một hai bãi quái rừng cánh trên của bên phía Tiêu Anh nữa. Bên cạnh đó thì cánh trên nãy giờ chúng ta chưa nói tới nhiều thì 369 cũng đã có giai đoạn đi đường rất là tốt. Chênh lệch về mặt chỉ số lính của anh ta trong cái kèo thi đấu này cũng đã được tạo ra. Và khoảng trống như Luân cũng đã chia sẻ dành cho Kandavi để có thể gường lại ở trong cái vòng rừng của mình cũng mở ra. Ngoài việc ăn cua trên, anh ta có khoảng thời gian trống để có thể cướp luôn cho mình đội công cấp của anh. Dễ hiểu thôi mà, tại vì bạn đẩy quân xuống cánh dưới thì bạn sẽ phải trả giá nếu như bạn còn tài nguyên cánh trên. Kandavi đã tận dụng được. Đây các bạn thấy, thật ra sau cái tình huống ăn rồng rồi của T1 thì Kandavi không hề thọt về cấp độ. Anh ta lên cấp 5 trước xong lại Honor. Thì thật ra con Wukong này vẫn khỏe, mặc dù là bỏ khá nhiều thời gian căng giai đoạn ban đầu, nhưng con Wukong này vẫn tăng tiến sức mạnh tốt và lượng trang bị của ta vẫn ok nha. Một thế trận đang dần trở nên kiểm soát hơn dành cho cả hai đội tuyển sau một vài những cái tình huống va chạm ở thời điểm đầu. Thì có lẽ như thế trận này nó cũng sẽ hơi yên bình một chút xíu, chúng ta phải chờ đợi cho những cái mục tiêu như là con sứ giả chuẩn bị xuất hiện thì mới có được những tình huống va chạm. Thì nếu mà nói về sứ giả, thời điểm sứ giả ra nó phụ thuộc một số yếu tố như sau: là có hỗ trợ nào đạt được cấp 6 hay không. Còn rừng thì tất nhiên là phải đạt được cấp 6 rồi. Ở thời điểm hiện tại thì Kira sẽ có rất là nhiều lợi thế vì anh ta sẽ giàu và anh ta sẽ có một cái lượng điểm kinh nghiệm khá là tốt. Thì có khả năng là Kira sẽ là người đạt được cấp 6 với một chiêu cuối cực kỳ mạnh mẽ trong giao tranh là hợp chất điện loạn.
Bây giờ chúng ta đang thấy Faker đang làm chủ ở khung giữa cũng khá là ổn, thậm chí cái lần về nhà đầu tiên của anh ta là một cái dạng pháp sư liên tiếp có những tình huống cố gắng cấu rỉa máu vào người của Nai. Nai thì đang thiên hướng là bán máu đẩy đường với một cái dạng tài sản đã được lên và nước mắt được lên khá là sớm của anh ta nữa. Thần cá sấu đã được kích hoạt. Sau đó thì 369 cực kỳ tự tin trao đổi chiêu thức với Zed. Đường trên của Thuy Anh bật chiến binh tận thế trả sát thương ngược lại, nhưng ta đang thua rất nhiều lính. Nhưng 369 là người phải tốc biến thoát khỏi của quỷ kiếm Đắc Kim. Một tình huống nhấp nhả tốt đến từ Zed để có thể lấy được tài nguyên. Cả hai người chơi đường trên đều đã mất luôn cho mình ở những cái chiêu cuối. Thì con sứ giả này sẽ nằm trong tầm kiểm soát của ai đây? Cặp bot đến từ cho cái phía cũng bắt đầu đang có dấu hiệu muốn di chuyển lên cánh trên. Dịch chuyển lên luôn, 369 đã dịch chuyển từ nhà ra. Đi quanh ra hơi chậm rồi, Kira mới đi được nửa đường mà thôi, hay nói chính xác thôi là chưa được nửa đường. Missing đang ngay sau lưng. Tiêu Anh đang cố gắng câu giờ chờ đợi Kira tới được với hàng sứ giả. Tốc độ di chuyển của Kira khá tốt. Còn ở đường dưới, Kuma đang bị tấn công nhưng anh ta đã thoát khỏi pha uy hiếp đó bằng cách tốc tiến phía bên này. Thì pha lao vào của Faker bị chính cú làm choáng và Faker nằm xuống. Đây là lý do tại sao Talia khắc chế Azir. Rất bắt buộc phải tốc tiến bỏ chạy. Kira có mặt hỗ trợ đồng đội của mình, bắt được Kavi với pha bắt tay. Nhưng Messing cũng đã tới. Kavi vẫn đang cố gắng tìm kiếm con sứ giả. Honor là người kéo được sứ giả, nhưng có ai lượm được nó hay không? Tiêu Anh đang quay ngược trở lại hàng sứ giả. Kira nhặt luôn. Phía bên này Nai thấp máu bắt buộc tốc biến qua tường. 1-9-1-10 và Nai rút về với 100 máu hợp chất điên loạn của Kira khép góc. Missing không còn phép bổ trợ nữa, nhưng lượng máu đến từ Zed và Kira không đủ đầy. Con sứ giả vừa rồi đã thuộc về cho bên phía của Tiêu Anh. Đó là một pha giao tranh mà tôi nghĩ rằng vẫn có thể coi là Tiêu Anh lời đúng không? Kanavi bằng cách nào đó anh ta lên cấp độ 6 sớm hơn so với lại Honor. Và sức ép đến từ con ngộ không có chiêu cuối nó đủ để giúp cho bên phía của Jin Dong có được những cái lợi thế ở thời điểm đầu giao tranh. Honor sau một vài những tình huống giao tranh có được điểm hai cộng thì anh ta mới lên được cấp độ 6. Thì nó hơi trễ nhịp một chút xíu. Và vừa rồi là một ví dụ rất cụ thể về việc là tại sao Talia được chọn sau khi đối phương có Azir. Faker lao vào, Faker không có nhịp để sử dụng phân chia thiên hạ ngay lập tức. Và anh ta nằm xuống gần như là chết chay. Rồi, hãy cùng xem lại tình huống giao tranh này. Faker bị trúng cái quăng địa chấn, bị chồng sát thương đến từ 369 nữa, cố gắng được có thể đẩy về. Nhưng Kanavi không cho Faker lùi. Kera thì lên cấp độ 6 trước, nhưng mà anh ta bị giữ chân lại một nhịp. Missing cũng rất kinh quái khi mà anh ta đón nhận được lính nơi khu vực giữa để có thể đóng góp thêm một cái đại băng tiễn khi mà anh ta vừa mới lên cấp độ 6. Tốc biến hồi máu cho những người đồng đội của mình để có thể câu kéo thêm một cái tình huống giao tranh. Nhưng tụ chung lại thì tôi cảm giác bên phía của Tiên Quang cũng không phải là quá lỗ, bởi vì họ có được một vài những cái điểm hạ gục vào những cái vị trí trọng tâm mà họ có được con sứ giả ở trong tình huống này. Tôi nghĩ là họ lời chứ, tôi thực sự tôi nghĩ là họ lời, tại vì việc có được sứ giả cũng khá là quan trọng, mạng thì hai bên cũng có. Và tiếp tục là Kira có mạng thì như đã nói, tôi vẫn nghĩ rằng Kira có mạng là điều mà Jin Dong thích nhất trong số 5 người của bên phía Tiên Quang. Thì đó là điều gọi là đỡ nhất cho anh phía của Jin Dong rồi. Bây giờ quay trở lại với khu vực cánh trên thì Kanavi đã hồi lại chiêu cuối chưa? Đúng một giây đã hồi lại. Zed đang cố gắng chống cự nhưng ta không có tốc biến và đã phải gục ngã. Điểm sáng đến từ bên phía của Jin Dong khi mà Kanavi chơi con ngộ không bằng một cách nào đó anh ta vẫn xanh. Bản thi đấu này thì anh ta đang có cây đầy rất tốt, có khoảng trống để có thể khai thác tấn công cùng với lại 369 khu vực trên. Ba lớp giáp trụ đã thuộc về cho bộ đôi 369 và Kanavi. Zed toan rồi, Zed thực sự đã toan rồi khi mà anh ta đang thua tới 30 chỉ số lính và gần như là thua trọn vẹn tất cả những lớp giáp trụ ở khu vực cánh trên. Con Aatrox này sẽ không thể nào đương cự được ở cánh đẩy lẻ trước Renekton của 369 nữa. Con cánh dưới thì cũng đưa ra một cái câu trả lời cho bộ tứ của Thủy Tiên Quang. Họ tấn công giải quyết con đầu nguyên câu thứ hai của bản thi đấu này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi cho linh hồn rồng sẽ xuất hiện ở trong cái bản thi đấu này, sẽ là linh hồn rồng nào. Quay trở lại với cái rồng gió, bài toán con ngộ không của Kanavi thì anh ta vẫn đang xanh. Và chúng ta đã có được cái ngưỡng sức mạnh đầu tiên đến từ búa rìu sát thần của Kanavi rồi. 369 sau một loạt những cái khoảng trống anh ta bào những cái công trình khu vực trên, truy hấp huyết cũng đã được hình thành. Vừa rồi là một con rồng nước bị hạ gục. Và như chúng ta cũng đã biết từ đầu trên cái thế giới thì với mỗi con rồng nước bị hạ gục thì Riot và AWS sẽ quyên góp để có thể tăng cái khả năng tiếp cận nguồn nước sạch trên toàn thế giới. Và ở thời điểm hiện tại sau con rồng nước đó thì Thi Quanh phải đối mặt với một con rồng không ngon. Và cái lợi thế rồng mà họ duy trì từ đầu đến giờ sẽ không thật sự tối ưu. Kira với lợi thế về tiền rất nhiều trên người thì ta đang cố gắng di chuyển liên tục. Đã có giày khai sáng, có mặt ở khu vực cánh trên đang cố gắng cứu Zed.
Nhưng mà Canavi ở rất đúng nơi đúng chỗ. Các bạn có 3 người, chúng tôi có 2 người. Và 2 người của Xin Đông khá mạnh, thậm chí là họ gọi luôn khu dịch chuyển. Tất cả mọi thứ chôn vào 369. Con cá sấu này vẫn đang chống cự được. Đại Băng Tiễn bắn tới. Bên phía T1 sẽ mất lại một người, đó là Z, nằm lại trong trụ của bên phía Xin Đông. Nhưng Canavi cũng thấp máu, bị làm choáng thôi. Honor không dứt điểm được, Honor phải lui ra. Một cái cứu cánh của Kera là không đủ. Mixing đã đóng góp lên khu vực cánh trên với một tình huống Đại Băng Tiễn trúng vào người của Z, và nó khiến cho Z bị đóng băng một khoảng thời gian rất lâu, và anh ta gần như là nằm trong vòng tay của các thành viên còn lại của phía Xin Đông. Rồi, Faker vẫn đang có mặt ở đây, còn Xin Giảm vừa rồi Honor hiệu triệu lên khu vực cánh trên luôn, thì sẽ có một cái nhịp để có thể tấn công tiếp dành cho phía của T1. Mặc dù chênh lệch giữa hai đội chưa phải là quá nhiều, nhưng tôi có cảm giác ván đấu đang càng ngày càng trôi xa khỏi tay của T1. Rớt phế Kumayushi, phế người xanh nhất của T1 lại là Keria. Hai ngòi nổ quan trọng của phía T1 không xanh hơn so với lại những gì mà 369 và Ruler đang sở hữu, thì có thể thấy như đó là một trong những cái điểm khá là bất lợi. Một tình huống di chuyển đột biến đến từ Honor và Keria, họ không đi qua tầm nhìn, nhưng rõ ràng là Canavi đọc được ý đồ đó. Anh ta có cái vòng rừng hướng lên cánh trên và những tình huống can thiệp rất kịp thời. Một con cá sấu của 369 cũng đủ cứng cáp để có thể câu kéo được pha giao tranh này đủ lâu. Đại Băng Tiễn bắn rất tuyệt vời của Messi, thẳng vào trụ trong tình huống tấn công đến từ T1 để giúp cho bên phía Xin Đông trở lại được một mạng. Và giờ đây mặc dù tỷ số về mạng là 5 đều, nhưng Xin Đông vẫn lợi hơn. Canavi cực kỳ tự tin, bị bắt tay vào trụ. Đại Băng Tiễn bắn tới hỗ trợ. T1 phản công với Honor ở đây. Kumayushi còn đúng một chấm máu. Missing vẫn đang tiến tới đẩy lui toàn bộ đội hình của T1 ở khu vực đường dưới, rời xa khỏi trụ của mình. Và họ phải chấp nhận bỏ trụ một đường dưới cho Ruler. Đấy là một trong những cái điểm mạnh của phía Xin Đông. Chúng ta có thể thấy ngoài cái khả năng giao tranh tổng thì cái khả năng di chuyển tổng thể đội hình của họ cũng rất ăn khớp. Mất bù đỏ. Có một cái nhịp di chuyển mà 369 có mặt ở khu vực đường giữa để sẵn sàng tấn công phối hợp cùng với lại những người đồng đội của mình. Nay cũng có mặt ở khu vực đường dưới. Họ mất một khoảng trống ở khu vực đường trên, nhưng họ xâm lăng được cả phần rừng và phần tài nguyên ở cánh dưới của phía T1. T1 đã có được cho mình cái trụ đầu tiên ở khu vực cánh trên để hạn chế bớt cái thua thiệt về tiền. Nhưng mà nó có giúp được gì cho Z hay không? Anh ta đang thua tổng cộng là gần 700 so với lại 369. Còn xạ thủ thì Kumayushi thua gần 1.933 so với lại Ruler. Kalista mà không có đồ cảm giác là rất khó để có thể đóng góp trong những tình huống giao tranh. Thì để coi trong cái pha giao tranh bước ngoặt ở con sứ giả thứ hai thì đội hình của T1 sẽ làm bằng cách nào đây. Canavi đang chưa có chiêu cuối. Ngộ không của Canavi chưa có sức ép quá nhiều trong tình huống này, và bên phía T1 tận dụng ngay lập tức cơ hội để có thể triển khai con sứ giả. Tôi nghĩ Xin Đông sẽ bỏ, tại vì Canavi không tốc biến, không lốc xoáy thì không thể nào cạnh tranh được. 369 đang cân nhắc việc có đẩy tiếp thêm một nhịp để ăn cái trụ hay không, tại vì nếu đẩy quá cao thì đội hình của T1 có thể ăn sứ giả xong chạy lên trên. Cho nên anh ta chỉ đứng nhìn thôi. Xử lý rất chuẩn chỉ của 369, không đặt mình vào thế nguy hiểm. Thế trận bây giờ nó cũng đang tương đối căng thẳng dành cho cả hai phía. Mặc dù bên phía của T1 đang có được những cái mục tiêu lớn ở trên bản đồ trong ván thi đấu này bằng hai con sứ giả và hai con rồng, những cái thế chủ động chênh lệch về mặt kinh tế đang nghiêng về cho bên phía Xin Đông. Những cái kèo đẩy lẻ của họ bây giờ đang rất mạnh. Canavi đang ở ngay sau lưng 369, mục tiêu rất rõ ràng là muốn đẩy được lính vào trụ để cho 369 có thể giải quyết được cái trụ một đường trên của đối phương. Nhưng mà đường trên của Xin Đông hình như là đang đánh, anh ta cảm giác đúng là không cần vội. Anh ta phải chắc chắn rằng là sau lưng Z không có ai thì anh ta có thể đẩy lính vào và nhấc ăn trụ đơn giản hơn. Rồi, bắt đầu đang có sức ép nhiều hơn dành cho Canavi khi mà những tài nguyên của ta cũng đã hồi lại rồi. Chiều cuối lốc xoáy cũng đã có, tốc biến hồi lại nửa cây. Và đây thời điểm mà anh ta sẽ tạo ra những cái áp lực giao tranh lớn dành cho bên phía của Xin Đông bên mình. Nay thì sau giai đoạn đi đường thì anh ta đẩy ra cánh thì cũng sẽ đẩy đường cũng thoải mái mà thôi. Tôi nghĩ là lúc này niềm hy vọng của T1 chắc là phải đặt vào Faker, với mục tiêu cuối có thể thay đổi cục diện giao tranh. Chỉ là anh ta đang phải đối mặt với lại một con Talia. Nếu như bạn vào sớm thì bạn dễ bị dính tấm thảm bất ổn. Nếu mà bạn đứng bạn đợi một hồi thì hồi nãy giống như pha giao tranh sứ giả thì ai cũng là người mở trước với quan địa chấn thành công. Nó sẽ khiến cho Faker phải luôn luôn ở trong cái áp lực. Anh ta phải là người làm được nhiều thứ hơn so với lại Nai. Honor khá là trâu, mặc dù bị kéo máu nhiều như vậy nhưng đây là con reo vẫn một lượng máu tương đối. Rồng hết kiên nhẫn quay trở lại hang của mình. Liên tục là những pha cẩu máu đến từ Ruler. Nó khiến cho T1 bị làm mềm trước giao tranh. Rớt vòng sau. Khúc này thì Xin Đông rõ ràng là đang sẵn sàng bước vào cái vị trí giao tranh. Đội hình của họ đang chạm ngưỡng sức mạnh rồi. Với một con cá sấu nâng hai điểm chiều cuối, ngộ không của Canavi mới cấp độ 10 mà thôi. Nhưng sức ép đến từ một con ngộ không xanh sao cũng đang tạo ra một cái áp lực lớn mà bên phía của T1 phải hứng chịu.
Honor đang di chuyển vào, anh ta quyết định mở, Faker cũng vào trung phân chia thiên hạ hai người. Và Kumayushi có được double kill. Kadabi vẫn đang cố gắng múa. 369 quậy với thần cá sấu. Ruler đứng phía sau bắn, nhưng Varus sắc lực có vẻ như bắn không chất lượng lắm. 369 quậy không nổi nữa và anh ta cũng cả. Chúng ta tôi vừa mới khen cái sức mạnh giao tranh đến từ bên phía của Zidong Gaming thì Team One làm một pha wombo combo với Honor là khởi đầu tất cả. Và hãy nhìn vào cái nhịp để có thể theo bàn tay trái của mình để từ Faker là lướt phân chia thiên hạ đẩy được hai trong đó con Nai dứt điểm nhanh chóng. Nai và Honor cũng là người giữ được cộng đồng nguyên tố thứ ba cho bên phía của Team One. Team One nha, Faker nha, đánh mà đợi nhắc không nha, nhắc McLay với chịu McLay nha. Nhưng mà Honor vẫn đang tiếp tục làm rất tốt lại con Rell nha. Anh ta mới là người mở đầu, Faker là người vào sau khi mà người đàn em của mình đã giữ chân hai người. Zindong tập trung quá nhiều vào rồng, một con rồng gió, để rồi họ hở xương. Kiểu như pha đó thì bên phía của Zindong họ thấy rằng cái chiêu cuối đến từ Nai chuẩn bị mở ra là họ đang nhìn vào con rồng, sẽ khép góc để có thể tấn công con rồng ngay lập tức. Nhưng với sự bất ngờ, với sự quyết đoán đến từ Honor thì bên phía của T1 họ mở giao tranh. Và đó thực sự là một tình huống giao tranh khiến cho bên phía của Zindong phải bị phân vân. Và như vậy là sau pha giao tranh vừa rồi, T1 đã giải quyết được một phần vấn đề. Hai mạng hạ gục double kill dành cho Kumayushi đã đưa xạ thủ của T1 tới được ngưỡng trang bị lớn đầu tiên và có được thêm một số trang bị mảnh của trang bị lớn thứ hai, đảm bảo được nguồn sát thương cho đạn giữa của T1. Ba rồng nguyên tố rồi, chúng ta sẽ có cái áp lực cạnh tranh ở con rồng nguyên tố thứ tư nó sẽ cao hơn, mặc dù đây chỉ là linh hồn rồng gió mà thôi. Mà dù sao thì nó cũng sẽ tạo nên những cái cớ để cho hai bên có thể sẵn sàng va chạm vào nhau. 369 đang bọc ra khu vực giữa. Nhưng mà cái lượng áp lực này liệu là có đủ hay không đây? Honor, Honor, anh ta tỉnh táo. Di chuyển vào, lên ngựa, cắm một con mắt và dứt ra. Vẫn có được sự tỉnh táo ở trong một thời khắc ngỡ đâu là đã quá nguy hiểm. Kyria là người bị dính khá nhiều sát thương đến từ Ruler nhưng mà không sao. Bùa đỏ cũng được giữ cho T1. Rồi, để coi tình huống này thì bên phía T1 họ sẽ triển khai cái đội hình của mình như thế nào. Ở thời điểm hiện tại thì cái lợi thế của phía T1 đó chính là hai người chơi đường đơn của họ đang dính hơn về phép trò dịch chuyển. Thì họ sẽ được quyền có được một vài những cái sức ép mà tập trung đội hình sớm hơn, tạo ra được một vài những cái nhịp giao tranh tổng chẳng hạn. Nhưng có lẽ như bên phía T1 đang chờ đợi thời gian, họ đang chờ đợi thêm một cái ngưỡng món trang bị thứ hai dành cho đội hình của mình với việc Faker sẽ chiến binh cận thế. Ruler đã tốt biến rồi và ta khó thoát pha này, một phát đánh thương nữa thôi, đó là mạng shutdown cho Zed. Mặc dù ta cũng phải đầu tư tài nguyên nhưng mà ta có đồng đội đứng ngay phía sau. Kanavi bị chặt liên tục, Kanavi cũng phải tốt biến. Kanavi chạy được với 200 mẫu, hợp chất điên loạn thả ra để T1 có thể rút lui. Nhưng họ đã có một cú dịch chuyển của Faker để đảm bảo rằng mình có đủ người và họ đang suy nghĩ về việc ăn Baron. Vừa mới nói họ hơn phép hỗ trợ dịch chuyển thì Zed đã có tình huống di chuyển rất tinh quái tấn công vào người của Ruler của đường giữa. Vixen hỗ trợ cho Ruler bằng một tình huống đại băng tiện nhưng mọi thứ đã quá trễ, không có tầm nhìn. Vixen đang cố gắng di chuyển vào để có thể cắm những con mắt tim cho những người đồng đội của mình. Kanavi không có tốc biến. Kanavi còn một cú chim mồi, còn một hạt thông nổ để xuống hang Baron. Baron còn khoảng chừng 2700 máu. Faker cố gắng đẩy Kanavi ra, Baron thuộc về T1. Thần ca sấu được bật nhưng 369 không tiếp cận được, của Kanavi đã gục ngã trong hang Baron. T1 đang tìm kiếm con cá sấu ở khu vực cánh trên. Zed đã vào vị trí, Honor xuyên tâm kích thành công giữ chân 369 lại. Và con cá sấu này chắc chắn là sẽ gục ngã dưới những hạt chặt đến từ quỷ kim Darkin. Đó là phản hạ gục chăng? Vẫn chưa! Hai mạng dành cho Zindong. Honor bất mẫu hiệu quả một chiều cuối quay ngược trở lại. Anh ta cố gắng tấn công 369 nhưng không được. 369 vẫn sống và T1 mất rất nhiều mạng. Cái chuyện gì nó đang xảy ra thế này? Zindong đã có một tình huống lực giao tranh không tưởng. Tưởng chừng như đó là một con cá sấu đi lạc nhưng không. Sức sinh tồn đến từ 369 nó quá khủng khiếp. Bằng cách nào mà anh ta sống với chỉ một cái chùy hấp huyết vậy? Đây, ngay lập tức chúng ta sẽ được xem lại. Nai cố gắng để có thể khép góc, cố gắng để có thể ném đá vào các thành viên của phía tiên hoành. Lượng máu của Kumayushi cũng bị mất đi khá là đáng kể. Keria cũng tương tự là như vậy. Kanavi nằm xuống trước sát thương đến từ Faker và Zed. Hãy nhìn vào những tình huống truy đuổi. 369 quá sinh tồn ở trong tình huống này. Truy hấp huyết, tốc biến, bị làm choáng, bị xiên xích địa ngục. Nhưng anh ta không nằm. Và người nằm xuống là T1 khi mà họ mất thêm hai mạng nữa ở khu vực cánh trên. May mắn là họ vẫn giữ được
một bùa lợi Baron, à chính xác là hai bùa lợi Baron trên người Ogumayushi và Faker. Wow, không thể nào bỏ qua được khi mà chúng ta có thể thấy cái sức mạnh đến từ bên phía của Jindong Gaming là khủng khiếp như thế nào. Một tình huống tưởng chừng như họ đã rơi vào cái thế bất lợi trong tình huống giao tranh. Họ bị xé lẻ đội hình, nhưng họ vẫn tập trung lại được với nhau và để có thể gực lực ngược trở lại. Kanavi không tốc biến, anh ta đã dùng chim mồi để có thể tạm thời thoát đi. Tiêu Anh là đội đang đứng ở trong khu vực hàng rồng, chỉ còn một con rồng nguyên tố nữa, họ sẽ có linh hồn rồng gió. Faker là người đang chặn đường xuống của đối phương từ khu vực bùa xanh. Zed cũng đang ở vào vị trí để có thể ngăn chặn Kanavi bị chặt, sử dụng chim mồi để có thể đẩy lui Zed. Trong khi đó ở khu vực hàng rồng thì Nai đã dựng một bức tường lên để chia cắt đội hình T1. Đại băng tiễn bắn vào không dính ai cả, nhưng Honor đang gặp nguy hiểm ở trong hang rồng. Anh ta đang bị làm choáng, rồng còn thấp máu. Honor quyết định mở và rồng dành cho Kanavi, nhưng Kanavi đã phải trả giá bằng chính mạng của mình. T1 thì còn đủ đội hình, họ đang đánh chung lại với nhau, họ đang che chắn cho nhau. Rất bật chiến binh tận thế lên tìm kiếm điểm hạ gục của mình, đó là Ruler, nhưng Ruler đã lùi khá xa khỏi khu vực giao tranh. Đội hình T1 vẫn đang dẫn về phía của Nai và Ruler. Họ có rồng gió, đối phương cũng có một, tốc độ chuyển của họ không thua kém là bao nhiêu cả. Phía bên này định mệnh về gọi được chung để bắt missing, và hỗ trợ của Jindong vẫn kịp tốc biến đi, cố gắng chung thất tiễn xạ để có thể làm chậm đối phương, nhưng anh ta còn đúng một chấm máu và rớt được nhường mạng. Một sự lựa chọn mềm và độ hiệu quả cao dành cho phía của T1. Cá sấu của 369 bơi lội quá ghê, phía cánh bên kia cũng có khả năng nhấp nhả đến từ Nai và Duler, nên họ quay lại lựa chọn missing với một cái tình huống kéo định mệnh vậy gọi và tấn công vào một con Ash. Mặc dù có tốc biến nhưng missing vẫn bị truy đuổi theo. Thêm một điểm hai gục nữa dành cho phía của T1, nhưng vừa rồi Kanami giữ được con rồng nguyên tố thứ tư của bảng thi đấu này cho bên phía của Jindong Gaming. Pha đó mà có linh hồn rồng gió thì nhiều khi T1 đã thành công trong pha truy đuổi tiếp theo rồi. Rồi, hãy cùng xem tình huống này khi mà đội hình của anh phía Jindong cũng đã hội quân cùng với nhau cố gắng để có thể cấu rỉa máu. 369 vẫn đang thực sự quá áp lực với con rể tình của anh ta. Honor bị CC, bị hút tung lên vị trí của anh ta không đẹp để có thể cạnh tranh lấy cái linh hồn rồng này so với lại Kanami. Rồi, lâm thêm được cả missing ở trong cái cuối giao tranh. Và cái điểm hai cục này được nhường dành cho Zed. Một điểm hai cục được nhường cần thiết dành cho phía của T1. Một bảng thi đấu vẫn đang hết sức căng thẳng, chênh lệch về tiền không đáng kể, không đáng kể dành cho cả hai phía. Một pha kiểm soát bùa đỏ của missing và Kanavi, sau đó họ di chuyển ngược về, dịch chuyển chặn đường. T1 tổ chức một pha tấn công missing, người không có tốc biến. Faker có mặt ở đây, missing không còn đường lui, hỗ trợ của Jindong kẹt trong hang rồng. Nhưng phía bên này thì Kanavi cũng tốc biến thoát được, missing thì không. 369 bị làm chậm lại, Honor xuyên tập kích thành công. Faker đang xỉa từ tầm xa, nhưng đường trên của Jindong vẫn có thể đi bộ về được. Những góc để có thể dịch chuyển và ép đánh đến từ bên phía của T1 vẫn đang tương đối tạo ra được một cái sự bất ngờ nhất định. Jindong vừa rồi họ di chuyển vào rừng của phía T1 để cướp bùa đỏ, ngay lập tức là cái phương án để có thể phản công được lên khu vực được trên cũng chạm vào trụ hai nữa dành cho bên phía T1. 13 mạng hạ gục của T1 và 8 của Jindong, nhưng tiền chênh lệch của hai bên gần như là không có. T1 chỉ hơn chừng 300 mà thôi. Lý do là một số vị trí của bên phía Jindong đang farm rất tốt, 369 farm hơn khoảng chừng 30 chỉ số lính so với lại Zed. Và ở vị trí xạ thủ thì Ruler cũng có khoảng trên là tương tự như vậy so với Kumayushi. Điểm được của phía T1 trong giai đoạn vừa qua, họ đã cứu cho hai người chơi chủ lực của mình về mặt cây sát thương, đó chính là Zed và Kumayushi có được những cái điểm hạ gục. Thậm chí Kumayushi vừa rồi biết rằng trong pha giao tranh tiếp theo anh ta có thể là đích đến bị nhắm bởi vũ công của Kanavi. Về nhà đóng luôn cho mình đó cái đồng hồ nhỏ. Zed cũng đã có được cho mình đó những sức mạnh hai món trang bị lớn rồi. Mỗi bên đều sẽ có những cái đặc thù riêng để có thể bước vào một pha giao tranh ở thời điểm sắp tới. Chúng ta có lẽ chuẩn bị có một cái điểm hẹn cuối tuần ở khu vực hang Baron. Jindong cài một con mắt thường cũng khá là sát tường để có thể cố gắng né khỏi cái tầm kiểm soát của mắt kiểm soát từ bên phía T1. Và giờ đây nhiệm vụ của T1 là phải đảm bảo rằng trong khu vực hang Baron không có mắt nào cả. Họ đang làm điều đó, họ đã làm điều đó. Lúc này Jindong đang bị mù ở khu vực hang sông Baron. Nhưng ngược trở lại thì Kanavi đang có ý định tấn công vào người của Zed ở khu vực dưới. Khá là tinh quái khi mà Zed cũng đã di chuyển né khỏi cái lượng tập nhìn và sau đó quay ngược trở lại một cái hướng an toàn hơn. Thế trận bây giờ đang tương đối căng thẳng, hay cùng điểm về cái phép hỗ trợ và cái lượng trang bị, ba món trang bị khả năng cấu tử máu đến từ Healer cũng sẽ có đối với vị tướng Varus của ta. Chặn tường, mục đích là lấy trụ, chia cắt đội hình của anh không cho phòng ngự. Đợt lính vẫn có xe, nhưng mà không ai bên phía của Jindong bắn được vào trụ cả, cho nên đợt lính sẽ không đủ sức để đem về cho họ trụ một bình chữa.
Baron có lẽ sẽ là cái đích đến được nhắm tới dành cho cả hai đội tuyển ở trong những cái tình huống tiếp theo. Lượng tầm nhìn đối với phía Tuyên Quang là có, nhưng mà lượng tầm nhìn gần khu vực hang Baron đối với phía Chiến Đông cũng đang đủ để giúp cho họ không tốn quá nhiều thời gian di chuyển. Đại băng tiện, nó trúng vào Honor, quăng địa chân sẵn sàng, Honor bị dính CC liên tục và nó không tỉnh được. Phía bên này thì mình phải gọi bắt buộc phải được dùng để cứu Keria. Lợi thế về người, đặc biệt là lợi thế trừng phạt dành cho Chiến Đông. Và giờ đây thì Tuyên Quang đang phải cố gắng làm mềm đội đối phương, không cho phép họ tiến vào khu vực hang Baron. Không chạy được với cú đại băng tiễn, cái độ chuẩn xác cực kỳ cao đến từ Missing. Nhưng Tuyên Quang sẽ đánh ở con Baron này. Rớt đứng trên mắt và anh ta đã bị phát hiện ra. Bậc chiến binh tận thế cố gắng tăng tốc, tốc biến né khỏi quan địa chấn. Nhưng Kanavi với phong hồ di chuyển rất nhanh, bắt được Rớt. Hạt không nổ, không được kích hoạt thành công và Rớt gục ngã. Hai mạng, lợi thế 5-3 dành cho Chiến Đông ở hang Baron. Tuyên Quang có lẽ sẽ buông bỏ. Họ sẽ buông bỏ con Baron để có thể hình thành sức mạnh linh hồn rồng gió với việc di chuyển xuống cánh dưới. Một tình huống chiếm tầm nhìn và khuếch đại những cái lợi thế rất tốt đến từ bên phía của Chiến Đông Gaming. Sự cố gắng đến từ bên phía của Tuyên Quang trong việc đứng ở khu vực đường giữa giữ tầm nhìn, nhưng họ đã không thể né được pha đại băng tiện khuất tầm nhìn của Messing ở một góc bắn cũng khá bất ngờ. Không, và thời gian làm choáng đó là quá lâu đối với Honor, bởi vì Honor đang chú trọng tới việc mà chống chịu cái lượng sát thương đối với những người chơi như là 369 như là Kanavi, nên không có bất kỳ một cái dây thủy ngân nào cả trong đội hình của phía Tuyên Quang. Điều này nó khiến cho áp lực đến từ những cái tình huống trúng đại băng tiễn là cực kỳ cao. Chính cái đại băng tiễn xong, đứng yên đó đợi cho Nai vào vị trí với quăng địa chấn, đẩy vào tấm thảm bất ổn, dính thêm một lượng CC nữa, rồi cá sấu đứng kế bên. Mọi thứ là quá khó dành cho Nơ có thể tỉnh lại. Giờ đây với bùa lợi Baron, Chiến Đông bắt đầu đẩy ở cả ba đường. Trụ một đường giữa của Tuyên Quang vẫn còn tồn tại, như tôi vừa dứt lời thì nó đã không còn trên bản đồ nữa. Đại băng tiện bắn tầm xa, nó bắt Kumayushi phải tốc biến. Rất áp lực với những tình huống đại băng tiện của Missing vừa rồi kìa. Honor bắt buộc phải rút lui với sức ép tấn công đến từ bên phía của Chiến Đông Gaming. 369 thì dìu được lính có bùa lợi Baron tấn công vào trụ hai khu vực dưới. Áp lực ở khu vực giữa tôi nghĩ là đủ để cho bên phía Chiến Đông lấy được cái trụ này. Baron cực kỳ thành công. Chiến Đông đã có được hai trụ đường giữa. Honor bị làm mềm liên tục, rớt từ phía cánh lao vào dùng xin xích điện ngục vào này. Nhưng có Canavi đứng đợi, Faker lao vào đẩy được Ruler về và Honor hứng mạng sắt đao dành cho Zed. Hợp chất điện loạn thả cực kỳ đẹp và Missing cũng nằm luôn. Nhưng 369 đang quậy, anh ta cố gắng quậy thì Faker đứng yên và xỉa. 369 chịu không nổi sát thương của T1 và T1 quét sạch Chiến Đông. Và đó là Faker với con bài Azi của anh ta. Ở trong những tình huống ngặt nghèo nhất thì T1 nhìn về phía đường giữa của họ và họ có Faker, hoàng đế của Surima vẫn sẵn sàng để tạo đột biến. Và Ruler mặc dù đã tốc biến vẫn phải cục cả. Chỉ một pha giao tranh thôi, Faker xóa bỏ hoàn toàn lợi thế của Chiến Đông. Cú đại băng tiện trong tuyệt vọng của Messing, T1 vươn lên dẫn trước 2-1. Không thể nào tin được, không thể nào tin được với màn trình diện của Faker trong cái kỳ chung kết thế giới năm nay. Khủng khiếp, đó là tổ chức ngôi sao. Và cũng đừng quên chiếu một cái spotlight thẳng vào Honor. Ngày hôm nay, duo mid rừng của T1 thật sự làm chúng ta nhớ về một duo mid rừng cũ của họ. Honor và Faker phối hợp với nhau không khác gì Faker và Banky. Qua kinh khủng những thời điểm mà giao tranh, những thời điểm bất ngờ, chúng ta đều có thể thấy bên phía của Tuyên Quang đều có đột biến. Và hãy nhìn về những cái khoảnh khắc vừa rồi, những khoảnh khắc mà bên phía của Chiến Đông đang hừng hực khí thế, tận dụng bùa lợi Baron để có thể khuếch đại những cái lợi thế của họ, thì họ phải đứng trước một quỷ vương bất tử. Một pha mở giao tranh không thể nào tin được đến từ Faker, dứt điểm được cả Ruler, dứt điểm luôn cả Missing, hai xạ thủ quân phía Chiến Đông. Anh Luân chờ tôi chút xíu, tôi lụm cái não của Ruler đưa cho Faker, hắt luôn cái não của Ruler. Đó là một tình huống mà chúng ta thấy rằng những cái nó rõ ràng là khoảnh khắc ngôi sao. Chiến Đông là đội đã đánh tốt hơn trong khá phần nhiều thời gian của ván đấu này. Họ đã có bùa lợi Baron, họ còn tận dụng chưa hết thời gian của nó với hai trụ đường giữa. Nhưng Faker đã chứng minh rằng tại sao sau bao nhiêu năm thi đấu anh ta vẫn là đường giữa hàng đầu thế giới. Thực sự là một pha phân chia thiên hạ đã xé tan đội hình của Chiến Đông. Nhưng tiếp tục là tôi không muốn mọi người quên đi cái sự xuất sắc của Honor. Pha trước đó ở khu vực hang rồng, Honor là người mở trước. Pha này Faker đẩy một cái, Honor đứng sẵn với cái R ngay kế bên luôn.
Tất nhiên Liên Minh Huyền Thoại chúng ta là game tập thể 5 người thì sự xuất sắc đến từ tập thể nó sẽ luôn được đẩy lên cao hết. Và có thể thấy như để tìm hiểu cái ván thi đấu thứ 3 này, những điều điên rồ đó đã xảy ra như thế nào, chúng ta hãy cùng đến với bản tin tức chúng tôi.